để chuẩn bị đi sinh nhật Nguyên. Lần này mình đi sinh nhật Nguyên là mình phải tới sân bay nha mọi người. Nguyên sponsor cái chuyến này. Tụi mình bù lại mấy ngày phải mua đồ ăn. Ok, trời, đồ ăn đơn giản. Đồ ăn thì sẽ mua nha. Ok. Tụi mình đang ở trong lounge. Bây giờ sẽ ăn một chút và chuẩn bị lên máy bay nha mọi người. Bánh canh. Nên không biết lấy bánh canh xong rồi phải kêu tiên cho anh. Lấy giùm. Kêu là ở nhà nhiều quá bị lú. Welcome to Shane's house. Introduce me to the place. Bây giờ sẽ room tour cho mọi người. Đây là cái cổng rồi. Xong rồi đây là. Đây là gì vậy? Ồ, đây là một cái phòng. Một cái phòng. Phòng điện gì đó. Ờ, qua toilet rồi. Đây là một cái toilet nữa. Hi. Là bên đó là đây là phòng khách nè mọi người. Tụi mình chỉ ở 2 phòng ngủ thôi. Tại vì chỉ có 4 người. Đây là master nè. Đó. Đó. Thật là đó. Ra đây mình sẽ có có hồ bơi riêng mọi người nha. Đây là cũng có. Happy birthday. Mở. Đó thôi. Rồi mở đi. Mở sao? Mở rồi đó. Ủa đẩy ra hả? The struggle is real. Mở rồi. Can't I just die here on the beach? My fingers in the sand and the water at my feet. Can I just get some release? Yeah. Everybody falls off the tippy of they tall talk. Don't come and talk to me. I ain't tryna see fear reflections in my rear view. Deflectors in my purview coming after me. Got some issues with my worldview. I iron out the kinks. I ain't tryna be king. Crowns ain't the way to bring love. Soft touch, hard hands lead to backwards endeavors. These mans really think they worth can be summed up in a measure. Singing, I'm better, I'm better, I'm better. Happy birthday, baby. You gotta hold your up to a measure. Did that, been there, done that. Happy birthday to you. Headlight picking up the Mac to Marco, treating it like medicine. Đây là tao tao nha. Yeah. I ain't living honest. Honestly, the way I feel. Sorry. As long as you be smiling, I'm thế mới đây chị Nguyên à? Dạ. Cho cảm nghĩ đi ạ. Có thể đem từ Sài Gòn ra hả? Đúng vậy. Nhà tài trợ là Red Talk à. Ai cầm đây vậy? Ai vậy? Ai nữa? Má còn ai nữa? Mày á, Nguyên hả? Mà chẳng mang gì đi theo hết. 25 tuổi cảm thấy như thế nào ạ? Dạ, em cảm thấy già. Tại trong đây em là người đầu tiên 25 tuổi. Xong tới tao. Mà hẳn có tên tiền. Xong ai vậy? Hello mọi người, thì Tiên vừa mới ăn xong và bây giờ Tiên sẽ remake makeup. Tiên sẽ làm một cái makeup routine. Ờ, nói gì vậy? Skincare routine. Để cho mọi người xem thử là đi du lịch thì Tiên sẽ skincare như thế nào. À, hôm nay để cho mọi người coi outfit thì Tiên mặc một cái đầm 2 dây có hở lưng. Ủa? Không có hở luôn. Có mà. Cái đầm này của nó sorry mọi người. Thế là mọi người. Đây là best seller của họ luôn. Thế là mọi người xem thử xem. Bây giờ Tiên sẽ thay đồ và làm routine cho mọi người nhé. Đầu tiên thì Tiên đã remove makeup sạch sẽ rồi. Và bây giờ Tiên sẽ sử dụng sữa rửa mặt của Tatcha. Đây là một cái loại sữa rửa mặt Tiên cực kỳ hay sử dụng. Mọi người cũng đã biết rất là nhiều trên channel của Tiên rồi. Tiên sẽ đổ ra nha. Có mấy cái hạt li ti bên trong này nữa mọi người. Cho nên là nó tẩy tế bào chết cho mọi người luôn. Rất là ok la.
Rồi, xong mà rửa mặt xong, căng móng. Rồi thì bây giờ Tiên sẽ đến bước Essence. Thì Essence ngày hôm nay Tiên sử dụng là của Lancôme. Đây là một sản phẩm Tiên rất là yêu thích của nhà Lancôme là Clarific. Tiên đã sử dụng chai này là chai thứ 2 hay thứ 3 rồi đó mọi người. Nói chung là Tiên không thể sống thiếu sản phẩm này. Cực kỳ lành tính, cũng như là làm sáng da và cung cấp độ ẩm cực kỳ tốt. Rồi, sau bước Essence, để cho nó thấm giúp hạ. Sau bước Essence này thì Tiên sẽ đến một bước gọi là bước serum. Thì cái serum ngày hôm nay Tiên sử dụng là cái serum này của nhà L'Oreal Paris, là cái serum Clear Glycolic Bright. Thì cái sản phẩm này có chứa AHA, là sản phẩm đầu tiên của thị trường đại chúng phân khúc phổ thông nha mọi người. Thì đồng thời với Glycolic Acid thì nó sẽ giúp cho da mọi người loại bỏ cái tế bào hư tổn. Nhưng mà mọi người yên tâm là vẫn cực kỳ an toàn cho làn da của mọi người nha. Vì da Tiên là một da lại nhạy cảm, cho nên là khi mà Tiên xài sử dụng sản phẩm này thì Tiên vẫn thấy là nó cực kỳ ổn và cực kỳ ok la luôn. Sản phẩm này còn có thêm vitamin C, cho nên là mọi người yên tâm là nó sẽ giúp cho sáng da và cũng cực kỳ mịn, phù hợp cho những bạn nào hay đi biển cũng như là đi du lịch giống Tiên nha. Và các bạn nào mà sợ bị sạm da hoặc là muốn cho da mình có một độ sáng tự nhiên cũng như là mịn màng hơn thì Tiên highly recommend sản phẩm Clear Glycolic Bright này của nhà L'Oreal Paris nha. Sau khi serum rồi thì Tiên sẽ sử dụng thêm một sản phẩm lotion để giúp dưỡng cho làn da của mình sáng mịn hơn. Thì sản phẩm lần này Tiên sử dụng là của Clinique. Mọi người mất luôn cái chữ mọi người, Tiên sai hết rồi nè. Đây là một cái holy grail của Tiên mà Tiên không bao giờ thiếu được trong tủ đồ skincare. Cực kỳ hiệu quả. Cấp ẩm thì thôi là số 1 nha mọi người. Nói chung là combine với lại cái L'Oreal hồi nãy thì là siêu siêu sáng mịn và siêu siêu cấp ẩm luôn á. Rồi, và cuối cùng để cho có một làn da mịn màng hơn thì Tiên sẽ sử dụng sản phẩm này của La Roche-Posay. Đây là một sản phẩm B5 mà mọi người sẽ thấy trên tất cả các skincare video của Tiên rồi. Tại vì Tiên có một cái làn da khá là khô, cho nên là đây là một cái sản phẩm mà cứu tinh của Tiên trong những cái ngày mà da Tiên quá khô và bong chóc. Khi mà Tiên sử dụng tất cả các bước skincare này thì Tiên cảm thấy như là da mình vừa được dưỡng ẩm mà vừa được sáng mịn hơn rất rất là nhiều. Ok, vậy là đã xong cái skincare routine của Tiên rồi mọi người. Thì cho mọi người thấy skin của Tiên sau khi mà skincare nè. Sau 4 tuần sử dụng thì Tiên cảm thấy như là những sản phẩm này đã giúp cho Tiên rất rất là nhiều, đặc biệt là những khi đi du lịch như thế này. Và ok, bây giờ Tiên sẽ đi ngủ và hẹn gặp lại mọi người trong ngày mai nhé. Good morning, hôm nay là ngày thứ 2, Tiên ở Phú Quốc. Và bây giờ tụi mình vừa mới dậy, không dậy nổi để đi ăn sáng. Tại vì hôm qua ngủ quá là trễ, cho nên là bây giờ đang đợi đồ ăn đến. Và tụi mình sẽ ăn, xong rồi tụi mình sẽ đi safari nha mọi người. Tiên chưa bao giờ đi Vinpearl Safari cả. Đây là lần đầu tiên được đi Phú Quốc, cho nên là sẽ không biết là nó sẽ như thế nào. Nhưng mà I'm very excited. Nhưng mà cái đầm yếm này, đầm yếm rất là dài, hở đằng sau lưng rất là xinh. Đi thôi nha. Sáng sớm ăn pizza. Tuyệt vời quá. Bây giờ thì tụi mình sẽ đi safari, đang đợi xe đến đón tụi mình đi. Yeah. What's up guys? Hôm nay tụi mình rất là màu mè luôn á mọi người, giống như là mỗi người một màu vậy á. Trendy. Màu trendy. Ok mọi người, thì tụi mình đã đến safari rồi. Và hiện tại là trời đang là rất nắng. Đây ạ, chùm hết lên rồi ạ. Mà quên mang nón luôn mọi người, như là mình giống như là đội nắng. Đội nắng đi. Sao giới thiệu? Giới thiệu bạn đi. Nó nói gì ạ?
Wow. Shine the ship nha mọi người. Oh my god. Shine the ship. Mẹ. À, để tao chào nó coi. Ấy, oh my god, they're running. Oh my god, you can go in. You can go in. Yeah, we can go in. Oh my god. Happy birthday to me. Yay. Okay, oh my god. Chào mày bé. Ê, tụi nó buông mày vậy? Có, em quên cho tao với bé. Shane kìa mọi người ơi. Khỉ đít nó đã đỏ vậy. Shane kìa, khỉ đít đỏ bé. Cái này là lửa để bị lò bị chỉ nè. Giới thiệu các bạn, đây là con khổm. Ok. Lại nha. Phỏng vấn đi ạ. Alo. Xin giới thiệu với các bạn, đây là con khổm. Trong video